Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Tiến. Tiến xin kính chúc mọi người có một ngày mới an nhiên và tốt lành. Thì cũng nhớ đăng ký kênh của mình để tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo được nhanh chóng và dễ dàng nhất. Thì hôm nay là vào cái ngày 19 tháng 8 âm lịch. Thì nhà Tiến đã chuẩn bị công đoạn để chuẩn bị cho xuống cúc pha lê cho Tết năm 2024 đã gần như là hoàn thiện nha. Thì nhà Tiến sẽ trồng vào cái ngày là bắt đầu từ ngày 25 tháng 8 âm lịch là bắt đầu tiến hành trồng những cây hoa cúc pha lê vào chậu cho tới kéo dài đến khi nào xong thì thôi. Đó. Thì những cái chậu TTK 280-205 như thế này thì nhà Tiến sẽ trồng cỡ khoảng từ 10 tới 11 cây. Chúng ta chia đều các khoảng cách với nhau. Và đặc biệt ở trong giữa thì chúng ta trồng hơi thưa xíu tại vì nó thiếu ánh sáng, thiếu ánh nắng nên ta trồng thưa. Đó, thưa hơn phía bên ngoài ha. Thì đây là những cái lý do mà tại sao nhà Tiến lại sắp những cái viên gạch như thế này đây. Đó. Vì Tiến trồng hoa trên nền đất lúa ha. Xung quanh của nhà Tiến trồng lúa thôi đó. Thì đây là nền đất lúa. Thì khi mà chỉ cần một cơn mưa như thế này, đặc biệt hiện tại ở trong đang mùa mưa bão đó. Đó. Đang mùa mưa bão rất là nhiều luôn. Sáng giờ mưa rất là dữ. Hiện tại thì đã bớt mưa rồi. Thì Tiến ra Tiến quay cho mọi người cùng nhau tham khảo nha. Đó. Nếu mà nhà Tiến không sắp gạch lên như thế này thì đó, những cái chậu hoa ở phía dưới nè, nó đã ngập hơn. Đó, những cái nền đất cao thì nó ngập hơn nửa chậu rồi. Những cái chỗ thấp thấp thì nó ngập gần như là tới cái miệng của cái chậu luôn. Đó. Chúng ta phải loại như thế này đây. Đó. Nếu mà không sắp lên những cái viên gạch như thế này thì đảm bảo cây hoa của chúng ta không thể phát triển được, thì nó ngập luôn nguyên phân nửa chậu rồi. Thì đối với mọi người khi trồng trên nền đất cao thì chúng ta không cần sắp gạch giống như Tiến nữa ha. Đó, tại nền đất của Tiến là nền đất thấp nên bắt buộc phải sắp những cái viên gạch như thế này để những cái chậu lên. Đó, những cái nền chỗ thấp nè, nó gần như thế nào ngập luôn cái chậu rồi. Đó, ngập lên láng như thế này. Thì công đoạn chuẩn bị chậu nè, chuẩn bị chậu vô giá thể. Thì đối với cây hoa cúc pha lê này á, thì chúng ta vô giá thể, chúng ta vô thể đầy chậu luôn. Đó, chúng ta vô giá thể như này xong, sắp kích thước chậu cho nó khoảng cách khoảng cách của nhà Tiến trồng á, là chậu này cách qua chậu kia như thế này nè, là 5 tấc nha, 5 tấc, đó, 5 tấc. Còn hàng cách hàng thì mọi người tùy vào cái nền đất của mọi người như thế nào, thì khoảng cách nó đẹp có khoảng cách 5 tấc cũng được một hàng như thế này. Đó. Hoặc là nhà Tiến là giống như một cái clip 4 tấc rưỡi thì chia làm hai hàng hai bên và đi ở phía giữa. Đó. Như thế này đây. Đó, chúng ta đi ở phía giữa nè. Đi phía giữa như thế này, giữa hai hàng. Đó. Về khâu chuẩn bị giá thể thì có những cái video trước Tiến đã hướng dẫn mọi người cách ủ và phối trộn giá thể rồi. Thì trước khi mà chúng ta đặt cái cây hoa cúc pha lê vào chậu thì bữa nay 19, thì bữa nay Tiến bắt đầu, bữa 25 Tiến bắt đầu trồng vào chậu ha. Thì bữa nay 19 là bắt đầu chúng ta xử lý nấm chi cô đạt ma lại một lần nữa cho cái giá thể của chúng ta nó được tốt và tiêu trừ các cái nấm gây bệnh bằng nấm đối kháng, nấm chi cô đạt ma. Đó, thì chúng ta sẽ hòa với nước, chúng ta tưới trực tiếp vào chậu như thế này trước khi chúng ta trồng cỡ khoảng từ 3 tới 5 ngày. Đó, để cho nấm đối kháng nó tiêu diệt những con nấm gây hại, tiến trùng gây hại gì đó, nấm gây hại cho cái cây trồng của chúng ta khi mà chúng ta đặt vào chậu. Thì nấm chi cô đạt ma thì chúng ta sử dụng có rất nhiều loại của nhiều công ty khác nhau. Đó, thì chúng ta sử dụng cái loại nào cũng được, nhưng mà chú ý cái thành phần, cái mật độ cái nấm nó cao thì càng tốt. Và lưu ý là chúng ta phải sử dụng cái hạn sử dụng, không chú ý hạn sử dụng là không dùng các loại nấm chi cô đạt ma là hết hạn sử dụng nha. Tại vì đây là nấm sống, khi ta hết hạn sử dụng thì nấm nó sẽ chết, mật độ sinh khối thấp, đó thì nó không có tác dụng tốt. Và cái cây hoa cúc pha lê thì chúng ta vào chậu, chúng ta vào đầy chậu luôn, chúng ta không có vô chân thêm lần nào nữa hết đó. Và khi mà chúng ta đã trồng cây hoa cúc pha lê á thì chúng ta nên nhớ nha, khi mà chúng ta đặt cây vào chậu thì chúng ta lúc đó chúng ta sẽ thắp đèn ngay cho cây hoa của chúng ta. Đó, thì nhà Tiến đã bắt đầu chuẩn bị chậu xong rồi, thì bắt đầu sẽ kéo những cái dàn đèn ra
đó. Thì cũng giống như mọi năm thường, những cái video trước Tiến hướng dẫn thôi. Thì nên nhớ cái nấm Chico Đạt Ma chúng ta phải xử lý lại một lần nữa cho bề mặt giá thể trong chậu trước khi chúng ta trồng, từ 3 đến 5 ngày. Thì do hiện tại nước nó ngập như thế này rồi thì Tiến cũng chưa có tưới được. Đó, Tiến đang, đây cha Tiến đang tiến hành bơm nước đây. Chúng nó ngập như thế này rồi. Đó, có những cái chỗ ngập sâu này. Có những cái chỗ ngập sâu gần như đã nút chậu luôn rồi. Đó, thì không thể tưới nấm được, tưới nấm nó pha lỏng với nước này. Nó giảm tác dụng ha. Đây nấm Chico Đạt Ma nè. Nấm Chico Đạt Ma đã pha xong với nước ha. Đã pha xong với nước cỡ khoảng trước khi mà ta tưới, pha với nước trước cỡ khoảng 30 phút để cho nó tăng cái mật độ sinh khối lên. Tăng mật độ sinh khối lên mà sau đó chúng ta hòa lỏng với nước thì chúng ta tưới trực tiếp vào những cái chậu như thế này. Đó. Và do hiện tại nền đất của Tiến sáng giờ mưa quá nó ngập rồi thì hiện tại chưa có tưới được. Đó. Thì đây là hoa cúc pha lê chuẩn bị cho cái vụ Tết của năm 2024 nha. Thì đây là những cái chậu nhỏ Tiến đã chuẩn bị ra trước rồi. Còn những cái chậu lớn thì ở phía ngoài này. Ở phía ngoài này thì do nó còn nền đất nó ngập thì chưa có tiến hành dời chậu ra được. Thì đang tiến hành bơm nước ha, để cho rút cái nền đất thì người ta khô bớt rồi tiến hành đem những cái chậu lớn ra phía bên ngoài này. Đó, thì cũng giống như mọi năm thôi. Đối với nhà Tiến thì nhà Tiến trồng hoa cúc pha lê và Tiến đi hai cơi nha. Thì có những cái đi cơi như thế nào và vào cái ngày sau khi trồng ngày nào thì Tiến sẽ có những cái video để hướng dẫn mọi người chi tiết hơn nha. Thì đây là những cái video tổng hợp thôi. Giống như là sau khi mà chúng ta đặt cái cây vào chậu như này thì 10 ngày sau là chúng ta tiến hành chúng ta bấm cái cơi đầu tiên. Đó. Còn cơi thứ hai thì cách cái cơi thứ nhất 20 ngày. Còn kỹ thuật bấm cơi như thế nào thì chúng ta bấm làm sao cho tất cả các ngọn chèo nó bằng chiều cao với nhau. Hoặc là chúng ta bấm cho cái cây, những cây phía trong nó cao hơn một ít lá để giúp cho cái tàn của cái hoa của chúng ta nó được đẹp hơn. Thì khi nào có chậu, có cây, Tiến sẽ thị phạm cho mọi người cùng nhau tham khảo. Đó là về cái kỹ thuật trồng hoa cúc pha lê. Thì mọi người có nhiều cách trồng khác nhau thì mọi người cùng nhau tham khảo để giúp cho chúng ta có được những cái kỹ thuật tốt hơn để giúp cho cái vườn hoa của chúng ta nó được đẹp, giảm chi phí đầu tư và tăng chất lượng sản phẩm lên. Đó, để giúp chúng ta có điều kiện tăng được cái năng suất kinh tế sau khi mà chúng ta bán những cái chậu hoa thành phẩm ha. Đó. Thì đó là về những cái kỹ thuật trồng cây hoa cúc pha lê của nhà Tiến ở cái vụ Tết năm 2024. Thì đến đây Tiến cũng xin kính chúc mọi người có được một cái vụ hoa xuân, hoa Tết trúng mùa trúng giá ha. Một lần nữa Tiến cũng xin trân trọng cảm ơn và kính chào.